Nhiều video khoa học trên YouTube bị bóp méo, người xem hoang mang. Theo Guardian, một khảo sát gần đây đánh giá phần lớn các video có nội dung về khủng hoảng khí hậu trên YouTube không đúng về mặt khoa học, thậm chí đi ngược quan điểm vốn có nhằm khiến chúng trở nên thu hút người xem. Nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu cũng cảnh báo rằng người dùng khi tìm kiếm video về khoa học trên YouTube nên cẩn thận, vì có thể bị hướng đến các nội dung bị bóp méo, không đúng với thực tế. Tiến sĩ Joachim Olgayer đến từ trường Đại học RWTH Aachen Đức đã phân tích hơn 200 video trên YouTube thuộc các nhóm chủ đề như hóa chất, biến đổi khí hậu, khoa học khí hậu, khoa học địa chất, ấm lên toàn cầu, nhằm đánh giá mức độ đồng thuận khoa học của những video này với các báo cáo từ Hội đồng Liên chính phủ về biến đổi khí hậu, IPCC, của Liên hợp quốc từ năm 2013 trở đi. Kết quả là có đến 120 trong số 200 kết quả nằm trong mục tìm kiếm hàng đầu đi ngược lại với quan điểm chính thống, điển hình như phủ nhận việc con người là nguyên nhân gây ra sự nóng lên của toàn cầu từ những năm 1950 hay ủng hộ các học thuyết âm mưu như tuyên bố các chất độc hại được phun vào không khí từ máy bay để điều chỉnh thời tiết nhiều video giải thích hiện tượng khoa học được đăng tải tràn lan trên youtube hướng đến các nội dung bị bóp béo không đúng với thực tế olgaier cho biết hầu hết các nhà khoa học nhà nghiên cứu chính thống vẫn chưa coi youtube như một nền tảng để chia sẻ thông tin dù họ thực sự nên cân nhắc điều này